Tuổi này 2021 cứ xây nhà là được lộc trời cho, tiền bạc ùn ùn kéo đến, cả đời tiêu không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các cụ xưa đã có câu làm nhà, lấy vợ, tậu trâu. Đây là ba việc được xem là quan trọng nhất của cuộc đời. Chính vì thế, xem tuổi làm nhà là việc cực kỳ quan trọng. Để tránh phạm phải tuổi, đây cũng chính là công việc đầu tiên khi tiến hành động thổ, cất nhà mới. Việc này cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng, theo đúng phong tục cổ truyền và chuẩn phong tục Việt Nam. Người xưa tin rằng nếu muốn xây được một ngôi nhà tốt nhất, vạn thọ trường an, giúp gia chủ gặp nhiều vinh hoa, phú quý, thì ngôi nhà cần phải được chọn ngày tốt để làm nhà hợp tuổi của gia chủ. Năm 2021 tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều gia chủ muốn xây dựng nhà sao cho đẹp và thuận phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng xem các nguyên tắc đơn giản để quý vị tính xem mình có tuổi hợp làm nhà trong năm 2021 hay không. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Phong thủy là học thuyết nghiên cứu về sự tác động của hướng gió, khí, mạch nước liên kết với đời sống con người và nó được công nhận có sức ảnh hưởng đến vận mệnh con người. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tin tưởng vào phong thủy. Thực tế chứng minh có nhiều điều kiêng kỵ trong phong thủy, nếu bạn tin tưởng và tránh vi phạm thì sẽ đem đến vận may cho gia chủ, công việc thuận lợi, tài lộc gõ cửa. Một trong những việc được xem là chuyện hệ trọng của đời người đó chính là xây nhà. Để tránh ngày giờ xấu, cấu trúc mọi việc được tiến hành thuận lợi, người ta thường xem bói tuổi liệu có tương hợp hay tương khắc. Không chỉ riêng việc xây nhà mà ngay cả khi sửa nhà cũng cần phải xem tuổi để có được thời điểm xây dựng phù hợp. Vậy thực tế, việc xây nhà có cần xem tuổi hay không? Xem tuổi làm nhà được xem là bước đầu tiên vô cùng quan trọng khi chuẩn bị khởi công xây dựng nhằm giúp quá trình thi công được diễn ra thuận lợi và đem lại may mắn cũng như bình an cho các thành viên trong gia đình. Tất nhiên, gia chủ còn cần phải xem ngày giờ động thổ sao cho hợp với tuổi của tất cả các thành viên trong gia đình. Một lý do quan trọng khác trả lời cho câu hỏi xây nhà có cần xem tuổi không? Đó là xem tuổi hỗ trợ về mặt tâm lý. Việc khi xem tuổi xây nhà sẽ giúp bạn chắc chắn với quyết định của mình. Cũng như nếu bạn có thể thoải mái tâm lý cho dù là ngôi nhà được xây dựng để ở hay với mục đích khác, cho thuê, kinh doanh, nó giúp bạn tránh những điều không may xảy ra và cả những nỗi lo lắng. Với những lý do trên thì xem tuổi khi xây nhà là việc làm cần thiết và đúng đắn. Như người ta thường nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành để tránh xảy ra những việc phải hối tiếc. Xem tuổi làm nhà nên xem tuổi của ai? Trong đời sống tâm linh của người Việt, tâm niệm lấy vợ xem tuổi đàn bà, lấy nhà xem tuổi đàn ông. Vì thế mà, từ trước đến nay, đối với những công việc lớn trong gia đình như xây dựng nhà cửa, việc chọn tuổi, ngày lành, tháng tốt cũng như hướng hợp thường dựa vào người chủ trong gia đình. Trong một gia đình, vai trò của người đàn ông được xem như là trụ cột gia đình, người quyết định mọi công việc lớn. Trong việc khai môn lập hướng, tính phong thủy của một ngôi nhà, người ta ít lấy tuổi đàn bà để xem mà lấy tuổi người đàn ông như một tiền đề để định cát hung. Thực tế, xét cho cùng cũng bởi thuyết âm dương ngũ hành với nguyên lý âm thuận, tổng dương. Đối với một gia đình chỉ có hai vợ chồng thì lý thuyết này coi người chồng là dương, vợ tính là âm. Bởi vậy, người xưa mới có câu lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Và trong một đại gia đình thì các thành viên có quan hệ huyết thống, vai trò người cha, người ông được xem như gốc rễ của cái cây phả hệ nên người đứng đầu trong gia đình đặc biệt quan trọng. Thuyết âm dương ngũ hành coi người đứng đầu như ông, cha trong gia đình như một chủ thể đại diện và những ảnh hưởng tương tác mạnh nhất đối với vai vế đó. Còn các vai vế khác trong gia đình như vợ, con, cháu nằm trong mối quan hệ phụ thuộc.
thì có thể hiểu rằng người đứng đầu trong gia đình, ông, cha mang thuộc tính dương được ví như chiếc đầu tàu kéo theo những toa thành viên còn lại trong gia đình đi theo. Lý thuyết này không thay đổi cho dù ở bất cứ thời đại nào, dù là chế độ chính trị có thể khác nhau. Dựa vào cơ sở nào để tính tuổi xây nhà đẹp trong năm 2021? Theo như kinh nghiệm dân gian và nghiên cứu của các chuyên gia phong thủy, chủ nhà cần phải tránh phạm vào các yếu tố kim lâu, hoàng ốc, tam tai thì mới làm được nhà vào năm đó. Đồng thời, muốn biết năm 2021 tuổi nào xây nhà đẹp nhất, dựa vào cách tính ba yếu tố đó để biết có được tuổi hay không. Với mục đích chọn thời điểm đẹp nhất cho việc xây dựng là để mọi chuyện được thuận buồm, xuôi gió, không gặp vận hạn về nhiều mặt, cuộc sống trong nhà êm ấm, gặp nhiều tài lộc. Tuổi được tính để xem là tuổi mụ của chủ nhà, trong đó tuổi mụ bằng năm xây nhà trừ đi năm sinh cộng 1. Làm nhà năm phạm tai sẽ gặp điều không may hay gặp các tai họa không lường được. Tính năm 2021 tuổi nào xây nhà đẹp nhất, quan trọng nhất là tính tuổi phạm kim lâu, điều này gặp họa nhất, đó là bản thân người làm nhà sẽ bị hại, vợ con, xúc vật, công việc bị tổn hại. Tùy vào cung bị phạm, hoàng ốc có nghĩa là địa sát, ngôi nhà nếu phạm phải thì sẽ xấu. Nếu tuổi của một người phạm tam tai mà không phạm kim lâu, hoàng ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm kim lâu hoặc hoàng ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng làm nhà hay sửa chữa cửa nhà, mà nên mượn tuổi làm nhà hoặc để năm khác khởi công. Tuy nhiên, có khá ít tuổi không phạm phải cả hai hạn kiềm kỵ cùng một lúc. Do vậy, khi chọn năm làm nhà, nếu thực sự bị phạm vào kim lâu hay hoàng ốc thì mới tìm cách giải quyết mượn tuổi. Cách tính tuổi làm nhà năm 2021, những tuổi nào làm được nhà? Mục đích của việc xem tuổi khi xây nhà là để có thể chọn được thời gian phù hợp nhất để việc xây dựng được thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông, gia đình êm ấm. Một người được xem là được tuổi xây nhà khi không phạm vào ba hạn tam tai, kim lâu và hoàng ốc. Nếu gia chủ làm nhà phạm tam tai thì các tai họa có thể đến bất kỳ lúc nào, không lường trước được. Làm nhà phạm hoàng ốc thì ngôi nhà sẽ rất xấu, do hoàng ốc có nghĩa là địa sát. Còn nếu phạm kim lâu thì cả gia đình sẽ bị tổn hại. Trường hợp tuổi gia chủ phạm vào tam tai nhưng không phạm kim lâu hay hoàng ốc thì vẫn có thể xây nhà. Nhưng nếu tuổi của gia chủ phạm vào kim lâu hay hoàng ốc thì tuyệt đối không được xây nhà. Gia chủ nên đợi năm khác để xây tránh tai họa. Thứ nhất, cách tính kim lâu. Dựa vào hà đồ, cử cung, hậu thiên bát quái thì cung càn thuộc mệnh chủ, cung chấn thuộc mệnh vợ, cung cấn thuộc con cái hay người thân, cung tốn thuộc gia súc. Nếu phạm vào bốn cung kể trên, nghĩa là phạm kim lâu. Trong đó, nếu rơi vào kim lâu thê thì gây họa cho vợ, kim lâu tử thì gây họa cho con, kim lâu lục súc sẽ gây họa cho vật trong nhà, còn kim lâu thân sẽ gây họa cho chính chủ nhà. Khi xây dựng nhà, nên chọn những năm không phạm vào kim lâu để gia đình được yên ấm. Cách tính kim lâu. Lấy tuổi của vợ của gia chủ chia cho 9. Nếu dư 1 là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, dư 8 là kim lâu lục xúc. Những tuổi phạm vào năm kim lâu thường là 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75. Thứ hai, cách tính hoàng ốc. Sẽ không quá ngạc nhiên khi mọi người quan tâm đến vấn đề xây nhà có cần xem tuổi có phạm hoàng ốc hay không. Bởi hoàng ốc luôn là vấn đề cần chú ý khi xây nhà. Hoàng ốc theo phong thủy có nghĩa là ngôi nhà hoang. Theo quan niệm của nhiều người thì nhà hoang là nơi tập trung của ma quỷ, gia chủ nên tránh làm nhà vào năm nay. Hoàng ốc được chia ra làm 6 cung gồm thất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc lần lượt với cách tính như sau. Khởi tuổi từ 10 là nhất cát, 20 là nhị nghi, 30 là tam đại sát, 40 là tứ tấn tài, 50 là ngũ thọ tử, 60 là lục hoàng ốc, 70 lại bắt đầu từ nhất cát. Các tuổi phạm vào hoàng ốc 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29,
30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. Khi gia chủ nằm ở các cung nhất cát, nhị nghi, tứ tấn tài thì xây nhà rất tốt, còn ngược lại, rơi vào các cung tam địa sát, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc thì phạm vào hoàng ốc, xây nhà sẽ không tốt, nên đợi năm khác xây. Thứ ba, cách tính tam tai. Tam tai chính là 3 năm hạn liền nhau với mỗi tuổi theo định nghĩa của ngũ hành. Cứ 13 năm thì sẽ có 3 năm liên tiếp vướng hạn tam tai. Xây nhà năm tam tai thì dễ gặp phải điều không tốt hay những tai nạn mà bạn không thể lường trước được. Nhưng nếu xây nhà vào năm tam tai thì không đến nỗi quá xấu như kim lâu và hoàng ốc. Nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tránh được thì vẫn hay hơn. Đây là một trong những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi xây nhà. Do đó, vấn đề xây nhà có cần xem tuổi không luôn được quan tâm. Năm tam tai của các tuổi được tính như sau. Các tuổi Thân, Tý, Thìn, tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất, tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Các tuổi Hợi, Mão, Mùi, tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu. Xây nhà là chuyện hết sức quan trọng không thể lơ là trong công tác chuẩn bị trước khi đi vào khởi công. Những nguyên tắc trong phong thủy, nhất là xem tuổi, cần phải được chú trọng. Dựa trên kiến thức phong thủy, chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phong thủy, tránh phạm vào các hạn tam tai, kim lâu, hoàng ốc để việc xây nhà được thuận lợi, tránh những điểm gở mà lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Năm Tân Sửu 2021, tuổi nào xây nhà đẹp nhất? Những năm đẹp nhất để xây nhà năm 2021 là những yếu tố không phạm cả ba yếu tố kim lâu, hoàng ốc, tam tai. Chúng ta có những năm sau đây. Sinh năm 1952, Nhâm Thìn. Sinh năm 1954, Giáp Ngọ. Sinh năm 1955, Ất Mùi. Sinh năm 1963, Quý Mão. Sinh năm 1964, Giáp Thìn. Sinh năm 1970, Canh Tuất. Sinh năm 1979, Kỷ Mùi. Sinh năm 1982, Nhâm Tuất. Sinh năm 1988, Mậu Thìn. Sinh năm 1991, Tân Mùi. Bên cạnh việc tìm ra năm 2021 tuổi nào xây nhà đẹp nhất, thì chúng ta cũng phải chú ý năm 2021 Tân Sửu, những người sẽ phạm phải kim lâu, tam tai và hoàng ốc để tránh xây nhà trong năm nay. Những người phạm phải kim lâu trong năm nay thuộc các tuổi sau. Tuổi 1947, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 92, 94, 96. Những người có số tuổi mụ sẽ phạm hoàng ốc năm nay thuộc độ tuổi 75, 74, 72, 69, 66, 65, 63, 60, 57, 56, 54, 51, 50, 48, 47, 45, 42, 41, 39, 38, 36, 33, 32, 30, 29, 27. Còn những người thuộc nhóm tuổi phạm phải tam tai, đó là Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Đinh Dậu, Tân Sửu, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Ất Sửu, Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Đinh Sửu. Cách tính năm tam tai dựa vào mỗi 12 năm, mỗi người sẽ bị 3 năm tam tai liên tiếp nhau. Nếu như tuổi của gia chủ không phù hợp để xây nhà thì có thể mượn tuổi để xây nhà. Chúng ta nên mượn tuổi của người đàn ông lớn tuổi trong dòng họ của gia đình, đặc biệt là tuổi đó không phạm phải kim lâu hay hoàng ốc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.